Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Những cây hoa hợp phong thủy không thể thiếu trong ngày Tết. Quý anh chị thân mến, mỗi năm khi Tết đến xuân về, ngoài việc dọn dẹp tổ ấm, mọi người thường mua thêm cây, thêm hoa về trang trí trong nhà. Đây là những loài cây hoa không chỉ tạo những cái góc nhỏ duyên dáng tưng bừng đón Tết, mà nó còn góp phần đem lại cái tài lộc vào nhà dịp Tết Nguyên Đán cho gia chủ. Và theo quan niệm dân gian thì hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng của no ấm, cho sự sinh sôi nảy nở, nhân duyên lễ cưới. Theo phong thủy, hoa đào là loài cây có thể trị bách quỷ. Vì thế mà trong năm mới, bạn có thể mua một cành đào thật đẹp hoặc một cây đào xinh xắn vừa vặn với lối vào hay là phòng khách để cả năm may mắn thuận lợi. Và cái loại hoa thứ hai đấy là quất. Quất là loài cây tượng trưng cho bình yên, trường thọ, tài lộc. Trong những ngày đầu năm thì hầu hết các gia đình, công ty thường đặt cây quất trong phòng khách, nơi hội họp với mong muốn là một năm mới suôn sẻ, may mắn. Thứ ba là hoa cúc, nằm trong tứ quý là tùng, cúc, trúc, mai. Hoa cúc tượng trưng cho cái sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Theo phong thủy thì hoa cúc mang lại cái sự may mắn, cuộc sống bình yên cho gia chủ. Bởi vậy, đây là một trong những cái loại hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Có thể là một chậu hoa cúc nhỏ đặt trước nhà, hoặc những cái bông hoa cúc trên bàn thờ tổ tiên, giúp năm mới thêm thuận lợi, hanh thông. Thứ tư là hoa mai. Hoa mai là một trong những loài hoa đặc trưng của ngày Tết ở miền Nam. Mai vàng tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Và theo quan niệm của phong thủy thì hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng 1 sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó. Thứ năm là hoa đồng tiền. Với mong muốn là cầu may, phát tài, phát lộc và thu được nhiều tiền tài, nhiều gia đình thường trưng bày loại hoa này ở phòng khách mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo quan niệm phong thủy thì loài hoa này có ý nghĩa mang đến nhiều sức khỏe, tuổi thọ. Vì thế mà nhiều gia đình thường lựa chọn những chậu hoa đồng tiền với nhiều màu rực rỡ để đặt trước cửa hoặc phòng khách để chiêu tài đón lộc cho năm mới. Và loài hoa thứ sáu đấy là hoa trạng nguyên. Hoa trạng nguyên là biểu tượng cho cái sự thành đạt, may mắn trên con đường học hành. Màu đỏ của hoa trạng nguyên còn mang lại cái hạnh phúc, may mắn cho các cái thành viên trong gia đình. Vì thế mà nếu gia đình bạn có con cháu sắp bước vào các cuộc thi, đừng quên chọn cây hoa trạng nguyên trang trí ngày Tết, với hy vọng con cháu sẽ học hành đỗ đạt hơn. Như vậy là trên đây tôi đã cùng ban biên tập chúng tôi tìm hiểu 6 loài cây phong thủy nên có trong dịp Tết để cầu mong sự may mắn sẽ đến với chúng ta trong một năm mới. Mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị rất nhiều trong việc mà lựa chọn các cây cảnh, cây hoa trong dịp Tết năm 2020 này. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.